Trọng kính Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Kính thưa Đức ông John David Butcher, Thư ký Bộ trưởng. Thật là niềm vui và vinh dự lớn lao cho Tổng giáo phận Hà Nội hôm nay được chào đón Đức Tổng giám mục đến Việt Nam và giờ này tại, chính, tại nhà thờ chính tòa đến với Tổng giáo phận Hà Nội tôi xin thay lời cho đức hồng y phê rô các đức giám mục hiện diện các linh mục trùng sinh tu sĩ nam nữ cộng đoàn hiện diện và tất cả tín hữu của tổng giáo phận hà nội xin gửi lời chào đức tổng và chân thành cảm ơn đức tổng về chuyến thăm việt nam lần đầu tiên này với tư cách là bộ trưởng ngoại giao của tòa thánh vatican chuyến viếng thăm của đức tổng có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả giáo hội việt nam và mối quan hệ giữa tòa thánh và nhà nước việt nam tôi tin rằng chuyến thăm này sẽ mang lại những tác động tích cực đến đời sống đức tin của cộng đoàn công giáo tại việt nam và mở ra một chương mới cho mối quan hệ giữa hai quốc gia sự hiện diện của đức tổng giữa chúng tôi đại diện cho sự hiện diện của Đức Thánh cha Francisco. Chúng tôi luôn khắc ghi tình yêu và sự chăm sóc mục vụ mà Đức Thánh cha dành cho cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú đầu tiên của ngài tại Việt Nam. Trước đó vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, nhân dịp công nhận thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican về quy chế cho vị đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức Thánh cha Francisco đã gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam một bức thư, trong đó Ngài khuyến khích các tín hữu công giáo tại Việt Nam can đảm sống theo gương Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắn nhủ: Tôi nài xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn anh chị em để trong cuộc sống và trong các tương quan với chính quyền dân sự và với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay văn hóa, anh chị em biết cách làm chứng cho tình yêu và lòng bác ái của Chúa Giêsu để tôn vinh Thiên Chúa. Chúng tôi rất vui mừng đón nhận thư của Đức Thánh Cha và đang nỗ lực thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Xin Đức Tổng truyền lời cảm ơn của dân Chúa tại Tổng giáo phận Hà Nội đến Đức Thánh Cha. Qua Đức Tổng, chúng tôi cũng muốn dâng lên Đức Thánh Cha lòng yêu mến, lời cầu nguyện và tình hiệp thông. Chúng tôi khát khao và cầu nguyện để mong một ngày gần đây Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp đến thăm Việt Nam và gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam. Chúng tôi kính chúc Đức Tổng tràn đầy niềm vui và có chuyến thăm Việt Nam đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Nguyện Xin Chúa ban cho Đức Tổng sức khỏe, ơn khôn ngoan, bình an và chu toàn tốt đẹp sứ mạng đã được trao phó. Trong thánh lễ này chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho giáo hội hoàn vũ và cho công cuộc loan báo tin mừng trên thế giới. Chúng ta cũng xin Đức Giêsu là Hoàng tử hòa bình ban cho thế giới chấm dứt chiến tranh và xung đột để nhân loại được bình an và hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi vui mừng đón chào Đức Tổng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh và Đức Ông đến Việt Nam và Tổng giáo phận Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.